Tiếp theo sẽ là một tiết mục đến từ đội của huấn luyện viên Ngọc Huyền, tiết mục mang tên Gương soi. Đây là một cái tích xưa cũ mà chị Ngọc Huyền làm mới lại và giao phần thể hiện đó cho thí sinh Bùi Trung Đẳng. Và Vân xin được đọc một vài câu thơ cũng là sáng tác của huấn luyện viên Ngọc Huyền để giới thiệu cho quý vị về tiết mục này nhé. Gương xưa tích cũ còn soi, ai ơi hãy nhớ ngày ngày dồi trao. Đáp ơn dưỡng dục cù lao, làm nhân không thẹn, đời sau lưu truyền. Trời ơi, bà nội phá quá kìa trời. Chuyện gì nữa vậy con? Hồi nãy á, nếu mà con không nhanh tay dập lửa á, là cháy nhà rồi đó. Trời ơi, quậy hoài, thiệt là khổ à. Trời ơi, con nói cho cha nghe cái này nha. Có khi á, thì bà nội đánh con, xong rồi nội thương con lại, cái rồi nội cười, rồi nội khóc, rồi nó quên nhớ lộn xộn hết trơn à cha ơi. Cha biết rồi. Trời ơi, con nghe người ta nói á, là bà nội như vậy nên mẹ mới bỏ hai cho con mình đi đúng không cha? Thôi đi, không nhắc má con nữa. Sao cha la con? Cha xin lỗi vì cha quản trí quá. Từ khi nội già sinh ra lũ lần, nhà của mình không một phút được yên. Má của con không chịu nổi cánh này nên bỏ cha con mình mà đi, thành ra mang tiếng bạc tình. Nhà đã nghèo lại phải nghèo thêm, cha có dám đi làm bỏ nỗi ở nhà đâu, lại thêm nỗi cứ quay rầy xóm giềng mắng chửi rầy la. Nay phải bù cho người ta mấy lép giường, mai phải bù cho họ mấy củ khoai, nồi không chịu ở nhà, suốt ngày khắp xóm lân la. Nội đánh con rồi nói là đánh giặc, vài bữa nấu cơm là nội đốn nhà. Cha cũng thấy tội nghiệp bà, nhưng như vậy hoài sao chịu nổi đây. Con cũng thấy tội nghiệp cha quá à. Cha quyết định rồi, con vô nhà dẫn nội ra đây cho cha. Dạ. Hãy ngủ ngủ đổi đi con, hãy ngủ ngủ cho quên con. Đổi thì có khoai và bắp khác con ơi, con khác thì có nước con áo. Con đưa mẹ đi đâu vậy? Mẹ à, hôm nay con dẫn mẹ đi chơi nghe mẹ. Đi chơi? Dạ. Ai à, lâu lắm rồi mẹ không có đi chơi. Đi con đi. Dạ ơi, cho con đi với. Không được, con ở nhà, để cha đi với nội được rồi. Ý cha ơi, coi chừng mà nội quên buông tay rồi nội té đó cha. Con dĩnh nội, cha đi lấy dây nha. Dạ.
Ủa? Con? Dạ. Con làm cái gì vậy? Dạ con sợ mẹ té. Con cột mẹ lại. Sợ mẹ, mẹ té hả? À, cột lại đi con. Cột lại đi. Mẹ ngồi chắc nha. À, cột đi con. Mẹ chuột tay là mẹ té đó. Con vô nhà đi. Dạ. Để cha đi ạ. Hãy ngủ ngủ đi con. Hãy ngủ ngủ cho quên. Con ngủ không được. Sao con ngủ không được? Con nhớ bà nội quá à. Cha cấm con không nhắc nội nữa. Sao vậy cha? Từ nay á, nội không về nhà mình nữa đâu. Cha bỏ nội trong rừng rồi. Bỏ nội trong rừng? Ừ. Nội đó thì nội ăn cái gì? Cha có để khoai rồi. Còn nội kháng thì sao hả cha? Thì có nước đó. Còn nội lạnh. Trời ơi, tôi chuẩn bị áo ấm hết rồi. Nhưng mà không có cha, không có con thì làm sao mà nội ngủ được? Thì... chắc không sao đâu. Rồi nội con cũng sẽ quen hà. Nội già rồi, nội lú lẫn. Chỉ đem đến cho cha bao phiền muộn trong cảnh đời tối tăm. Cha cũng thương nội nhưng biết làm sao. Gánh nặng hôm nay coi như đã nhẹ nhàng rồi. Chỉ còn lo cho con được nội nuôi cha khổ cực, nay đành lòng đem bỏ nỗi giữa rừng sâu. Nhưng biết làm sao khi cánh đời cơ cực, nỗi thì già lú lần bằng lòng cha. Cha ơi cha, hay là ngày mai mình lên rừng mình đem cái xe cháo rơm về đó cha. Làm gì? Mai mốt á, cha đóng cho chiếc khác. Lên trển lấy chi cho cực khổ cho mệt hả? Ờ ha, đóng cái khác cũng được. Để mai mốt á, cha già con sẽ đem cha bỏ vô rừng giống như cha bỏ nọ vậy đó. À, con buồn ngủ quá, con ngủ trước nha. Cha già, con đem cha bỏ trong rừng như là cha bỏ nội. Trời ơi, tôi đang làm gì đây? Giờ tiếng nói của trẻ thơ đã đánh thức lương tri của một đứa con ngu muội. Tại sao tôi không cố gắng nuôi mẹ? Tại sao tôi không cố gắng như tôi đã từng cố gắng? Phải, đây là quả báo nhãn tiền. Không, mẹ, mẹ, con phải đi tìm mẹ. Mẹ ơi, mong rằng không quá muộn. Mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ. Ông trời ơi, ông đừng mưa nữa.
âu. Trời ơi, tôi bất hiếu nhất trên đời. Tôi lỗi này con biết làm sao đây. Trời ơi, mẹ ở nơi đâu? Đắp cho nó. Cậu thấy không? Nó ngoan ghê vậy đó. Lớn lên á, nó dễ thương lắm. Mà nó có hiếu nữa đó. Trời ơi, những lời nghe xé ruột xé gan. Người mẹ hiền đến chết vẫn thương con, vậy mà con lại nỡ bất hiếu với mẫu thân. Bỏ mẹ vào rừng cho nhẹ tấm thân. Mẹ ơi, con tội lỗi vô cùng. Tròn chữ hiếu nở đang tâm làm khổ mẹ cho đành. Không một tiếng quán than, không trách hận con mình. Mẹ ơi, con còn thua loài súc vật, không nghĩ đến mẹ hiền đã khổ cực vì con. Cha sông pha trên chiến xa nhà, đôi lạnh ôm đau một thân mẹ tàu tầng nuôi con khôn lớn. Vậy mà hôm nay tuổi già bóng xế, con lại đành tâm hất hủi mẹ. Dẫu chết đi mẹ cũng cam lòng.
chi điều cao sang. Vô muối dưa nhưng có con bên lòng. Mẹ ơi lời mẹ bên tay con tưởng chừng như mật ngọt, xóa dịu những buồn đau từ tận đáy tâm hồn. Con như trở lại ngày xưa còn bé nhỏ dậy cơ, một bước cũng không rời xa mẹ. Con nói rằng suốt đời này mẹ sẽ sống bên con, vậy mà hôm nay sức mẹ mỏi mòn, con lại đem mẹ vào rừng sâu vứt bò. Mẹ ơi con là đứa con tội lỗi mà mẹ vẫn thương yêu như bảo vật của mình. Mẹ ơi con đón mẹ về, mẹ về với con nghe mẹ. Rau cháo muối dưa mẹ con mình cùng chia sẻ, từ hôm nay cho đến ngày nhắm mắt chưa hiểu bên lòng con biết chẳng hề quên. Về với con mẹ. Mẹ về với con, mẹ không có bỏ rơi con nữa đâu con nha. Con có mẹ về nhà, mẹ con mình không xa nhau nữa nghe mẹ. Về với con, về với con nghe, về với dạ. con. Và rồi cha tôi đã tìm gặp lại được nội. Ông càng chịu thương chịu khó để chăm sóc nội và nuôi tôi được ăn học nên người. Áo gấm quan trạng về làng đền đáp công ơn nuôi dưỡng, nên tôi đã viết lại câu chuyện này. Vậy con nghe. Con mới về nghe mẹ. Vậy à, về nha con, về nha con. Công lao của mẹ suốt đời cho con, làm người một tấm lòng son, cho tròn chữ hiếu. Đền ơn mẹ hiền. Mình về nghe mẹ. Những nghệ sĩ gạo cội, những cô chú dù đã rất là lớn tuổi rồi nhưng mà khi mà nhận được lời mời từ các vị huấn luyện viên đến đây để hỗ trợ cho các thí sinh thì các cô chú đều làm hết lòng và thực sự là những người thực hiện chương trình vô cùng trân quý điều đó. Quay trở lại với tiết mục ngày hôm nay của Bùi Trung Đẳng, Đẳng muốn chia sẻ gì vào lúc này không? Thật ra thì trích đoạn này đối với em không có nặng, thật sự em rất là thích lớp trích đoạn này. Nhưng không biết tại sao cái giọng của em nó khàn, rồi em tính bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì không được, tại vì em rất là thích hát. Không biết tại sao bữa nay là hát không được luôn. Em xin lỗi chị Quyền, em làm chị thất vọng. Mà em từ xưa giờ là không có như vậy. Không biết tại sao. Nãy có thắp nhang tổ nghiệp không? Dạ có. Đặng có quên cái bài lý giao duyên, có quên một chút xíu. Nhưng mà em vẫn làm chủ được tình hình, hát lại rất là tròn vẹn. Bây giờ vậy anh chỉ góp ý như thế này thôi. Anh đã nói với em rồi, trong cái nghề của mình á, mình phải cần trao dồi. Giọng ca trời phú cho, đó là một cái ưu điểm rất lớn của em rồi. Em có một cái giọng rất là tốt. Anh khẳng định là giọng em rất tốt. Nhưng chắc có lẽ là em ỷ y lại chất giọng của mình, nhiều khi hơi lơ là với cái việc tập, hơi lơ là với cách luyện giọng của mình, cho nên ỷ lại cái đó nó mới xảy ra những cái vấn đề trục trặc trong cái tiết mục của mình. Anh lớn rồi,
anh không thể nào mà có một cái giọng như em được. Nhưng lúc nào anh cũng luyện á. Anh không luyện được giọng cao vút như em, anh không luyện được nghĩa là giọng khỏe như em, nhưng anh có cách luyện của anh để làm sao anh hát lên không biết là anh yếu hơi. Cái đó là cái mà quan trọng nhất của một người nghệ sĩ, để làm sao mà mình giữ mãi cái chất giọng mình trong lòng khán giả, đừng ỷ y lại. Đó là một bài học của em trong ngày hôm nay. Anh hy vọng rằng nếu như còn đi được nữa, hãy nhớ bài học của anh và hãy cố gắng để làm sao cho anh, chị Thoại Mỹ và Ngọc Huyền phải hãnh diện với em. Nhớ nha. Dạ, cảm ơn anh, chị Tử Long. Dạ, hôm qua nay là cái dây thanh của em á là nó sưng lên. Nó có mấy hột nó sưng lên trong này. Anh đã nói với em rồi. Cái điều đó là mình biết. Mình biết. Có cảm thông hay không là do khán giả người ta sẽ đánh giá. Còn ở đây mình không đổ thừa được. Không đổ thừa là mình bị dây thanh hay gì. Thì trước đó mình phải luyện, trước đó mình phải bảo vệ, trước đó mình phải lo sức khỏe của mình. Còn đến đây là lên trên sàn rồi, lên bàn mổ rồi. Chỉ có một cái là một là chết, hai là sống thôi. Hiểu chưa? Dạ. Bài học kinh nghiệm của mình nhớ. Cảm đi. Ơn anh Long đi em. Cái cách ví von vừa rồi của anh Long nó nghe nó rất là nguy hiểm và nó cũng rất là dễ sợ, nhưng mà thực sự nó là cái điều thực tế đối với những ai làm công việc này. Bởi vì thực sự là chỉ cần một lần nào đó mình làm không tốt thì cái sự ám ảnh đó nó sẽ đeo bám mình rất lâu, rất là lâu mình mới có thể qua được. Nhưng mà đây thực sự là một bài học theo cách nói của anh Long dành cho Đặng, cho nên Vân hy vọng là điều này sẽ giúp cho Đặng tốt hơn và trưởng thành hơn. Và trước khi lắng nghe ý kiến của chị Thoại Mỹ thì em xin phép được hỏi chị Ngọc Huyền trước. Đây là một vòng thi, chủ đề của chúng ta là kịch bản sáng tạo, những vấn đề nóng, những vấn đề thời sự. Và hôm nay tiết mục của Bùi Trung Đẳng thì chị Ngọc Huyền lại chọn một cái tích xưa chứ không phải là một bối cảnh hiện đại. Thì đâu là lý do mà chị quyết định làm như vậy ạ? Chia sẻ với Ốc Thanh Vân, đó là cái tiêu chí của chị Ngọc Huyền. Bởi vì khi nói là một cái thời sự nóng bỏng đó, thì các bạn trẻ bây giờ đó tung lên trên mạng Facebook và YouTube đó rất là nhiều. Nào là có những người con sai xỉn, rồi lại bỏ cha mẹ mình, đánh đập cha mẹ mình. Rồi có những người con thì cũng bận rộn với công việc, rồi thấy cha mẹ phiền hà, bỏ ông bà vào trong viện dưỡng lão. Cái câu chuyện này chính gốc là tiều phu bỏ mẹ. Chị Huyền xin đổi lại là gương soi. Bởi vì chị Huyền muốn nhấn mạnh thêm, sẽ là một con người có ích cho xã hội và có hiếu với gia đình. Đó là một cái thông điệp mà chị Huyền muốn nhắn gửi, có nhân có nghĩa. Và khi nhân nghĩa, chúng ta gieo nhân nào gặt quả nấy, trồng cây nào hái được trái nấy. Cảm ơn chị Ngọc Huyền. Vân cũng tin rằng là dù là đời xưa hay đời nay thì lòng hiếu đạo vẫn là điều quan trọng nhất mà mỗi người chúng ta phải tự nhắc nhở chính bản thân mình. Không có lòng hiếu thảo với cha mẹ thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có được thành công trong cuộc đời của mình. Và bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ chị Thoại Mỹ ạ. Chị Mỹ không biết nói sao với Đặng. Từ khi chị Đặng còn ở trong đội của chị Thoại Mỹ, trong các buổi tập chị Mỹ đã từng nói với Đặng, về nhà bất kể giờ nào chị Mỹ nhớ tới Đặng là điện thoại cho Đặng, hết lời với Đặng, đem hết cả cái tâm tư tình cảm của chị Mỹ để tâm sự với Đặng. Mặc dù là em bệnh từ lúc còn ở đội của chị hiểu điều đó. Nhưng mà chị muốn em dù bệnh em cũng phải tập luyện, em không được lơ đãng. Cái gì nó cũng sẽ có cái hậu quả của nó. Chị Mỹ biết là em bệnh tới nay cũng chưa hết, chị Mỹ hiểu em. Mà biết nói làm sao hơn? Học tài thi mạng. Những cái lỗi như vậy nó không đáng có Bùi Trung Đẳng, mà tại sao Bùi Trung Đẳng phải bị như vậy? Xin lỗi chị. Nếu như chị Ngọc Huyền còn cho em một cơ hội để đi tiếp nữa thì nhớ những lời anh Long dặn, cũng như bây giờ chị nói nhắc lại cho em một lần nữa,
phải cố gắng trái hết mình với cái niềm đam mê của mình. Hãy tập luyện nghe em, đừng lơ đãng nha Đặng, nha cưng. Dạ. Cố gắng. Bây giờ đổi tên nó đi Bùi Trung Đảng đi. Cảm ơn các vị huấn luyện viên với những lời chia sẻ vừa rồi dành cho Bùi Trung Đẳng. Và Vân hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ cảm nhận được thông điệp mà chị Ngọc Huyền đã gửi gắm qua tiết mục ngày hôm nay của Bùi Trung Đẳng. Dù có khó khăn vất vả như thế nào, chúng ta cũng sẽ không bao giờ bỏ cha bỏ mẹ.